Xin chào tất cả các anh em đang xem video nha. Cái này là cỏ thái nè anh em, cỏ thái 5 màu. Thì cái hàng này là hôm nay là hàng nó cũng về nhiều nè. Đó, thì cái hàng này hôm nay là về, cho nên là tôi đổ ra từ sáng giờ để phơi sơ lại trước khi giao đi cho anh em. Đó, đổ ra tấm điểm này để phơi nắng sơ lại cho anh em. Ở đây thì nó khoảng mấy trăm ký á. Thì cái này phơi sơ để giao lại cho anh em. Tại vì cái hàng này thì nó vận chuyển về là nó cũng mình sợ nó cũng gặp nước rồi đó, cho nên là mình cũng phải phơi sơ lại xong rồi mới giao cho anh em để đảm bảo anh em về là bảo quản được lâu dài đó. Khi giao cho anh em thì chúng tôi sẽ vô cái bịch như thế này, mỗi bịch nó khoảng tầm 1 ký. Thì anh em lưu ý là cái hàng này là vừa qua dịch này cho nên là nó có lên giá chút đỉnh nha anh em, lên giá khoảng 5.000 đồng một ký. Lúc trước là bán 70, nay là nó là 75.000 một ký nha anh em. Đó là tiền ship là anh em tự trả nha. Đó, còn nếu mà tình hình nó có lên xuống nữa hay không thì lúc anh em mua hàng lúc nào thì cứ điện thoại đến trực tiếp cho shop thì chúng tôi sẽ báo giá tại thời điểm đó cho anh em luôn, chứ giá nó cũng đi theo thị trường. Giống như giá xăng dầu vừa rồi nó 20 mấy ngàn, bây giờ nó còn 10 mấy ngàn, thì chúng ta không thể nói được một cái giá nào đó cho nó lâu dài mãi mãi được nha anh em. Anh em cũng hết sức thông cảm với vấn đề đó. Chứ nhiều người điện tới, ủa sao bữa bán 70 mà nay bán 75 thì nó hơi căng á. Nha. Đó, thì anh em nào cái hàng này đó là cái hàng nặng cho nên là chúng tôi là không có bao ship. Đó, anh em mua nha, thì anh em tự trả tiền ship. Thì anh em lưu ý mình mua từ 2-3 ký, 4-5 ký rồi trở lên thì phí ship chung á là nó sẽ nhẹ. Đó. Đó, tôi nói thí dụ như anh em mua 1 ký cũng trả tiền ship hết 40.000, rồi anh em mua 2-3 ký cũng trả tiền ship có khoảng 40.000, thì anh em lưu ý mình quất lần 3-4 ký, 4-5 ký cho nên nó nhẹ tiền ship của anh em. Đó, thì cái đó là cái cách mua hàng tiết kiệm mà tôi báo với anh em như vậy. Đó, để cho anh em mình cân nhắc mua nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em trong các video clip kế tiếp.